Ngày 24 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã đồng loạt nộp đơn từ chức để nhận trách nhiệm về việc không ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố ở Brussels hôm 22 tháng 3, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Chen Chambon và Bộ trưởng Tư pháp Skoengis đã nộp đơn từ chức lên Thủ tướng Mỹ Charles Biden, nhưng không được Thủ tướng chấp nhận. Thất bại về an ninh tại một đất nước đặt trụ sở của Liên minh châu Âu và NATO đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Giới chức bị đã bị chỉ trích là không hành động quyết liệt đối với các phần tử Hồi giáo cực đoan, như hành động không quyết liệt khi biết anh em nhà Bacrao có liên quan đến khủng bố.